Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 26 tây của tháng 11 của năm 2018, và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi cho quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình được gửi cho quý vị qua hai hệ thống. Đầu tiên là qua đài truyền hình của VietTV, đó là VietTV 55.5 ở Houston và Dallas, và VietTV On DirecTV 2036, và đều trên Facebook của VietTV nữa. Thưa quý vị, ngoài VietTV thì chương trình Luật Di trú và Nhập tịch cũng trực tiếp gửi quý vị qua hệ thống của VietRadio 1560 AM. Cho nên quý vị trong thành phố Houston, hoặc là quý vị nghe radio qua điện thoại, hoặc là qua Uno IPTV app, thì quý vị cũng có thể nghe được cái chương trình Luật Di trú và Nhập tịch qua VietRadio 1560 AM. Thì chương trình này Tuấn mời quý vị gọi vào, cho dù là qua radio hoặc là qua TV, Tuấn mời quý vị gọi vào qua cái số điện thoại 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Đây là cái số điện thoại cho dù quý vị theo dõi chương trình qua VietRadio. Trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có những phần sau đây. Đầu tiên thì Tuấn gửi cho quý vị cái bản tin mà cái chuyện gì xảy ra tuần vừa qua. Sau đó thì Tuấn tiếp đón tất cả những cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị. Trong phần đầu của chương trình thì Tuấn sẽ có cái visa bulletin của tháng 12 của năm 2018. Thì cái visa bulletin của phần đầu là phần B của visa bulletin, rồi phần A là phần 2 của cái chương trình của chiều tối nay. Thưa quý vị, trong cái tuần vừa qua thì chúng ta có ba cái bản tin mà Tuấn cảm thấy nó rất là quan trọng. Thì một cái bản tin mà quý vị đang thấy qua những cái đài truyền hình giống như CNN hoặc là những cái đài truyền hình Fox, thì cái đó là bản tin mà liên quan về cái người di dân caravan, đó là migrant caravan mà đang xảy ra ngay nam biên giới Hoa Kỳ với Mexico, chính xác hơn là cái biên giới của Mexico và San Diego, California, ngay cái cửa khẩu gọi là Port Isidro. Đó thì chúng ta đang có một số người di dân từ Trung Mỹ vào qua Mexico và bây giờ tới biên giới của nước Hoa Kỳ, rồi người ta xin vào với phương cách là xin tị nạn chính trị. Thì cái con số người này nó cũng trên 5.000 cho tới 7-8.000 người. Thì cách đây khoảng 1-2 bữa thì khi mà cửa khẩu đông quá hoặc là cửa khẩu tạm đóng thời, thì có một số người đã nhảy hàng rào vào nước đây bất hợp pháp, thì con số người đã bị giữ và sẽ bị trục xuất về quốc gia của người ta. Thì con số người mà nhảy các hàng rào vào đây thì nó khoảng 500 người. Thì hiện tại bây giờ ngay cái cửa khẩu ở Port Isidro ở Nam Cali với Mexico thì người ta vẫn mở cửa khẩu, và nếu mà muốn xin tị nạn chính trị thì người ta phải chờ cái thứ tự của người ta. Đó, thì cái đó là hiện tại bây giờ. Đồng thời để chuẩn bị cho cái tình trạng này xảy ra thì Tổng thống Donald Trump vào ngày 9 tây tháng 11 đã thông báo qua cái proclamation, là giống như cái quyết định pháp, rằng là nếu người ta vào đây bất hợp pháp thì người ta không có cơ hội xin tị nạn chính trị. Cho nên nếu người ta vào đây đúng theo luật pháp thì người ta sẽ có cơ hội xin tị nạn chính trị. Thì cái proclamation đó hoặc là cái quyết định đó đã gặp cái sự cản trở của tòa liên bang vào thứ ba vừa qua. Thì cái tòa liên bang ở Los Angeles, California không cho thi hành cái quyết định đó. Và cho dù người ta vào đây bất hợp pháp căn cứ vào cái quyết định của tòa liên bang, thì bây giờ người ta vẫn có quyền xin tị nạn chính trị. Cho nên đó là hai cái thông tin. Thông tin đầu tiên là cái con số người migrant caravan hoặc là di dân caravan đã tới cái cửa khẩu của Nam Mỹ và Mexico, thì bây giờ người ta đang chờ xin vào tị nạn chính trị. Cái thứ nhì, cái quyết định của Tổng thống đã thông báo vào ngày 9 tây tháng 11 của năm 2018, thì cái quyết định đó đã tạm thời bị ngưng qua cái quyết định của tòa liên bang ở Los Angeles, California. Thì rất là có thể là cái proclamation hoặc là quyết định của tòa liên bang sẽ đưa tới cái sự kháng cáo cho tòa khu vực số 9 và có thể lên tòa tối cao pháp viện. Cho nên đây là những cái thông tin mà cho dù nó không có ảnh hưởng cộng đồng của chúng ta, nhưng mà nó lại ảnh hưởng về cái vấn đề di trú tương lai cho tất cả nước Hoa Kỳ. Đó, thì khi mà những cái bản tin gì liên quan về cái phần đó thì Tuấn sẽ thông báo sau. Nào, có một cái bản tin nữa, là cái bản tin này vào ngày 16 tây tháng 11. Ngày 16 tây tháng 11, Tòa tối cao pháp viện đã quyết định chịu cái kháng cáo
của chính phủ liên quan về cái vấn đề gọi là cái census của năm 2020. Đó thì thưa quý vị, cái census là cái tổng con số người dân ở trong nước Hoa Kỳ. Thì cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ bắt buộc chính phủ Hoa Kỳ phải 10 năm phải cố gắng đếm biết bao nhiêu người dân đang cư ngụ trong nước Hoa Kỳ. Đó thì cho dù người dân có hay không có giấy tờ, phải đếm con số người ta có bao nhiêu người đang cư ngụ trong nước Hoa Kỳ. Thì cái này cứ mỗi 10 năm thì có một lần, thì cái census kế tiếp là năm 2020. Thì trong cái census kế tiếp á, thì tháng 3 chính quyền đã thay đổi một cái câu hỏi trong cái census. Thì một cái câu hỏi đó liên quan về cái câu hỏi là cái người mà đang điền cái census đó, người ta có phải là công dân Hoa Kỳ hay không. Thì lần cuối cùng chúng ta có một cái câu hỏi đó thì cách đây khoảng hơn 50 năm rồi. Cho nên cả hơn 50 năm chúng ta không có cái câu hỏi đó. Thì sau khi mà người ta đề nghị cái câu hỏi đó trong cái census của năm 2020, thì có khoảng gần 20 tiểu bang và những cái thành phố đã kiện và nói là cái câu hỏi này người ta discourage, nghĩa là người ta không có khuyến khích những cái người mà không có giấy tờ đây để kê báo, để cho biết cái con số người chính xác là bao nhiêu người trong nước Hoa Kỳ. Đó thì cái kiện đó thì đã được qua cái tòa liên bang của bên New York rồi. Thì bây giờ chúng ta đang có cái kiện tụng, thì bây giờ cái kiện tụng này người ta ngưng hết để cho chính quyền kháng cáo trực tiếp lên tòa tối cao pháp viện. Thì cách đây khoảng 10 ngày thì tòa tối cao pháp viện đã bằng lòng để nghe cái kháng cáo này, để xem cái câu hỏi đó liên quan về vấn đề tình trạng di trú giống như tình trạng quốc tịch người ta có cần thiết trong cái vấn đề cái census của năm 2020 hay không. Thì chúng ta sẽ có cái sự tranh luận vào tháng 2 của năm 2019, rồi khoảng từ tháng 5, tháng 6 của năm 2019 thì chúng ta sẽ có cái quyết định của tòa tối cao pháp viện. Đó thì đó là vài cái tin tức liên quan về cái chương trình chiều tối nay. Một cái là cái vấn đề Migrant Caravan nằm ngay cái biên giới của nước Hoa Kỳ với Mexico tại cửa khẩu Port Isidro đối diện San Diego và Tijuana. Cái thứ nhì là cái proclamation của Tổng thống Donald Trump đã có cái sự cản trở qua tòa liên bang không cho thi hành. Đây là cái quyết định mà Tổng thống đã thông báo rằng nếu mà vào đến bất hợp pháp không có quyền xin tị nạn chính trị, thì cái tòa liên bang không cho phép chính quyền thi hành cái quyết định đó. Rồi cái thứ ba là cái tòa tối cao pháp viện bằng lòng cái chịu kháng cáo liên quan về cái câu hỏi về vấn đề tình trạng quốc tịch Hoa Kỳ trong cái census questionnaire, là cái câu hỏi cho cái tổng điều tra cái con số dân của người ta trong nước Hoa Kỳ đã sẽ xảy ra vào năm 2020. Thì đó là ba cái bản tin cho quý vị trong chương trình chiều tối nay. Thì bây giờ Tuấn mời quý vị gọi vào cho chương trình. Nhớ rằng cho dù là qua Việt Radio thì quý vị cũng gọi số 844-858-7000 hoặc là Việt TV cũng là 844-858-7000. Trước khi trả lời điện thoại cho quý vị thì có hai cái nhắc nhở cho quý vị rằng nhớ rằng đây là một cái chương trình để cập nhật những cái tin tức cho quý vị, chứ không bao giờ thay thế được cái sự cố vấn của quý vị với luật sư quý vị. Cái thứ nhì là khi quý vị gọi vào, làm ơn vặn nhỏ cái radio hoặc là vặn nhỏ cái volume của cái TV, đặt cái câu hỏi, và nếu mà Tuấn không còn câu hỏi nữa thì quý vị có thể cúp điện thoại rồi bật lớn cái volume của cái radio hoặc cái TV để nghe cái câu trả lời. Và bây giờ cho Tuấn xin mời cô Vân ở tại thành phố New Orleans, Louisiana. Cho Tuấn xin mời cô Vân ở New Orleans lên tiếng đi cô Vân. Dạ, thưa luật sư, tôi cũng có con gái tôi có bảo lãnh cho hai đứa con tôi là 2009. Thì chồng tôi cũng có bảo lãnh 2015 mà trong cái thời gian này thì thật ra gia đình tôi cũng biết tiếng, cho nên chỉ được nhận được mỗi giấy từ ship nữ thần tự do thôi. Đến bây giờ tôi chưa nhận được cái giấy gì chấp thuận của người di trú. Nhờ luật sư giải thích cho tôi biết. Dạ vâng. Cái tờ giấy đấy nó đề là con gái tôi đề là hẹn 90 ngày, còn chồng tôi là hẹn 30 ngày, mà cũng tôi gia đình tôi cũng biết tiếng, cho nên bây giờ cứ mở ra mới biết là như vậy. Bây giờ một sư giải quyết cho tôi, cảm ơn. Dạ vâng, cô Vân cho tôi hỏi là đây là đứa con đã lập gia đình ở bên Việt Nam rồi phải không ạ? Dạ chưa. Dạ hai đứa con độc thân ở bên Việt Nam.
Cho nên cho tôi make sure là cái chi tiết nó đúng nha. Là hai đứa cháu độc thân ở bên Việt Nam có cái hồ sơ bảo lãnh của người cha có thẻ xanh ha. Và hai cháu nó đều có cái hồ sơ của chị em của năm 2009 luôn. Cảm ơn cô Vân rất là nhiều. Cô có thể cúp điện thoại cho tôi để tôi trả lời cái câu hỏi và cái thắc mắc của cô. Thưa cô Vân, qua cái sự hiến tả của cô thì tôi có thể trả lời là như thế này cho cô là cháu nó ở bên Việt Nam có tổng cộng là hai bộ hồ sơ. Một bộ chị bảo lãnh năm 2009 cho cháu nó, rồi một bộ người cha thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân vào năm 2015. Thì khi cô nói cái tờ giấy 90 ngày cho con gái và 30 ngày cho cái người cha, thì tôi đoán là cái nội dung trong cái lá thơ đó là như thế này, là cái hồ sơ của chị em sở di trú đã chấp thuận rồi, đã chuyển qua trung tâm visa. Và trong cái lá thơ sở di trú nói rằng cho trung tâm visa ít nhất là 90 ngày nếu mà muốn liên lạc với trung tâm visa. Cho nên căn cứ vào cái sự hiện tại của cô thì tôi cảm thấy cái hồ sơ chị em đã chấp thuận rồi. Còn hồ sơ mà của người cha bảo lãnh cho con thì cái đó là 30 ngày, nghĩa là người ta cho biết rằng người ta đã nhận được cái hồ sơ thôi, chứ chưa có cái sự giải quyết. Và thường thường nếu mà hồ sơ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi thẻ xanh nộp vào năm 2015 thì nó rất là hợp lý, cho tới thời điểm này nó chưa có duyệt. Lý do tại sao? Tại vì cái hồ sơ này nó vẫn phải chờ cái thứ tự, và cái thứ tự nó vẫn là năm 2011 hoặc là đầu năm 2012. Cho nên cái hồ sơ của người cha phải tiếp tục chờ sở hữu chứng nó duyệt, rồi sau duyệt thì phải theo dõi với trung tâm visa. Còn hồ sơ chị em nó cũng còn ít nhất là từ 4 cho tới 6 năm nữa, và hồ sơ của người cha khoảng 3 cho tới 4 năm nữa. Nếu mà cháu muốn đi sớm qua hồ sơ người cha thì cháu nó nên giữ cái tình trạng độc thân nha. Cô Vân, nếu mà cái chi tiết nó không có giống như vậy thì tôi khuyến khích cô nên tham khảo luật sư, liên lạc và mang những cái giấy tờ tới để cho người ta coi, để xem những cái gì tôi trình bày nó có đúng như vậy hay không. Cảm ơn cô Vân ở New Orleans rất là nhiều. Và bây giờ cho tôi trở lại với thành phố Dallas. Cho Tuấn xin mời chú Long ở Dallas, xin mời chú Long lên tiếng đi ạ. Xin chào luật sư. Dạ vâng. Tôi có một câu hỏi nhờ luật sư giải đáp và giúp dùm. Hiện tại tôi đã nộp đơn thi quốc tịch, mà tôi nghe nói thời gian thi quốc tịch hơi lâu. Như vậy nếu mà tôi có thể đi ra nước ngoài được không? Xin cảm ơn luật sư. Dạ vâng. Cảm ơn anh Long rất là nhiều. Tôi không biết từ đâu người ta có cái sự hiểu lầm là khi mình nộp hồ sơ quốc tịch mình không được rời khỏi nước Mỹ. Tôi không biết tại sao người ta có cái sự hiểu lầm đó. Như thế này, khi mình nộp hồ sơ quốc tịch với sở di trú, mình có quyền rời khỏi nước Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu mình rời khỏi nước Hoa Kỳ thì cái thời gian mình nên đi dưới 180 ngày. Cho nên nếu mà chú đã nộp hồ sơ quốc tịch rồi, chú cần đi về Việt Nam giả sử thăm gia đình đi, thì chú vẫn đi, chú lưu lại vé máy bay. Rồi khi chú đi phỏng vấn thì chú chỉ cần bổ sung cho cái cuộc phỏng vấn là trong cái thời điểm mà tôi có đi về Việt Nam một chuyến và cái ngày tôi đi và ngày trở lại là bao nhiêu ngày đó khi mà chú đi phỏng vấn. Còn ngược lại, nếu mà quý vị đang chờ cái ngày tiên thệ rồi quý vị có cái chuyện gì khẩn cấp phải đi khỏi nước thì cũng được luôn. Make sure cũng làm giống như vậy thôi, là lưu lại cái vé máy bay, lưu lại những cái ngày và cái ngày rời khỏi nước Mỹ và cái ngày trở lại nước Mỹ và cái thời gian bao lâu. Và trong cái tờ giấy hẹn đi tiên thệ đó thì đằng sau cái tờ giấy hẹn thì người ta có 8 cái câu hỏi. Thì trong một cái câu hỏi đó thì hỏi có rời khỏi nước Mỹ hay không. Thì khi mà điền ra thì phải trình bày là có trong cái thời gian từ ngày phỏng vấn cho tới cái ngày tiên thệ, rồi kèm theo những cái copy của cái chuyến máy bay đó. Rồi người ta vẫn cho quý vị đi tiền thẻ thôi, miễn sao cái ngày mà cái thời điểm đi dưới 180 ngày. Cảm ơn chú Long ở Dallas rất là nhiều. Và bây giờ thành phố Houston cho Tuấn xin mời chị Ivy. Xin mời chị Ivy lên tiếng đi, chị Ivy. Xin chào luật sư. Dạ vâng. Tôi có câu hỏi là nhà luật sư giải đáp dùm đó là mình có ông anh, ông qua đây diện con bảo lãnh á, thì ông mới có thể xâm được khoảng một tháng. Thì ổng về Việt Nam, thì ổng về Việt Nam bằng thẻ bằng passport Việt Nam đó bác sĩ, và bây giờ ổng file down ra cái thẻ xanh của ổng á lại là lộn giới tính và giới tính nữ. Thì câu hỏi của tôi á là khi ổng trở về nước Mỹ thì nó có cái gì trục trặc không thưa luật sư? Dạ vâng. Cô Ivy, ông ta đã về Việt Nam, ở Việt Nam được bao lâu rồi? Về được 2 tháng rồi ạ. Dạ vâng.
Rồi ông ta tính chừng nào trở lại nước Hoa Kỳ ạ? Khoảng một tháng nữa. Dạ vâng. Cho nên ông ta đã nhận được thẻ xanh, nhưng mà cái thẻ xanh nó khác khác tính thôi, phải không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và thưa cô, cái này tôi nghĩ nó không có gì trở ngại đâu. Tại vì đây là một cái sự sơ sót thôi, cho dù là sơ sót người ta điền đơn hoặc là sơ sót cái chỗ sở di trú thôi. Thì khi ông ta qua lại thì cần nộp lại cái 90, xin miễn cái lệ phí để điều chỉnh lại cái gender hoặc là cái giới tính của trong cái tình trạng trong cái thẻ xanh. Còn khi trở lại thì tôi nghĩ nó không có vấn đề, tại vì khi vào nước Hoa Kỳ thì thẻ xanh thì cái cơ quan của Bộ Nội an tại phi trường sẽ lăng tay và sẽ chụp hình ông ta. Cho nên tôi nghĩ cái này nó không có vấn đề đâu. Cảm ơn chị Ivy ở Houston rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin qua tiểu bang Minnesota, ở miền Bắc của nước Hoa Kỳ, đó là Minnesota. Cho Tuấn xin mời chị Thảo. Chị Thảo Minnesota, xin mời chị lên tiếng đi ạ. Dạ, dạ Thảo đi. Dạ con nghe nè chú. Dạ vâng. Cô Thảo, đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Mời cô trình bày cái câu hỏi và cái thắc mắc của cô đi ạ. Dạ, năm 2010 con có làm đơn bảo lãnh cho chị con. Thì tới khi con khoảng 2015, người ta gửi về một tờ giấy báo là người ta có gửi một tờ giấy nào đó của con á, mà con không có nhận được. Ông xã con mới gọi lên nói chuyện với lại sở di trú á, là cái tờ giấy đó con không có nhận được. Cho nên đó là giống như con trình bày vậy đó, thì người ta mới nói là ok, để người ta nói lại với mấy cái officer là con như giấy tờ. Người ta gửi về cho con một tờ giấy khác, không có chuyện gì xảy ra. Thì tụi con vẫn chờ tờ giấy đó, không nhận được tờ giấy đó. Thì tụi con nhận được tờ giấy tiếp theo là nó đã phải lại cái đơn của con rồi, không còn chấp nhận nữa. Tới khi con gọi lên lần nữa là tại sao con không nhận được cái tờ giấy để làm như cái tờ giấy thư đầu mà con bị bãi cái đơn. Thì người ta biểu bây giờ con chỉ chuyển qua bên cái chỗ kiện, người ta chỉ con thì con làm cái đơn kiện là EO IR 29, con làm cái đơn kiện đó là tháng 10 năm 2015. Tới bây giờ con chờ hoài không có thấy cái thư từ gì. Người ta chỉ báo là người ta nhận được cái thư kiện của con thôi, tới hiện tại con không nhận được. Mà con gọi lên người ta cũng nói là người ta bỏ cái đơn kiện của con luôn. Chị Thảo, không biết là bây giờ con bắt đầu từ đâu. Chị Thảo, cho Tuấn hỏi vài câu thôi, cố gắng trả lời cái câu hỏi của Tuấn nha. Từ năm 2010 cho tới hiện tại bây giờ có thay đổi địa chỉ hay không? Dạ có. Thay đổi địa chỉ năm nào? Dạ thay đổi địa chỉ năm 2011. Khi thay đổi địa chỉ có thông báo cho sở di trú hay không? Dạ không, nhưng okay. Mà cái địa chỉ cũ của người ta vẫn nhận thư, người ta giao lại dùm cho con. Dạ vâng. Ok, cái câu hỏi thứ hai là đây là hồ sơ chị em sanh đẻ ở thành phố nào bên Việt Nam? Dạ sanh ở tỉnh Tiền Giang, dạ. Việt Nam. Ok, cảm ơn chị rất là nhiều và Tuấn đầy đủ cái chi tiết để cho Tuấn trả lời cho chị. Dạ. Khi Tuấn thấy những cái câu hỏi này thì Tuấn rất là sợ cho người ta, lo sợ cho người ta. Tại vì mình làm việc với một cơ quan và một cơ quan người ta rất là nhiều hồ sơ. Cho nên thường thường nếu mình muốn cái quyền lợi gì thì mình phải có cái trách nhiệm để make sure là mình được cái quyền lợi đó. Thì nói sơ qua trong cái tình trạng cô kể cho tôi thì tôi có thể đoán là như thế này, là hồ sơ bảo lãnh năm 2010. Thì khi năm 2010 làm hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em thì sở di trú nhận, rồi bắt đầu khoảng năm 2015 sở di trú yêu cầu bổ túc. Thì có thể yêu cầu bổ túc là tại vì cái khai sanh, especially sanh đẻ ngoài Tiền Giang, có thể là khai sanh đăng ký trễ hạn, thì người ta yêu cầu bổ túc. Rồi khi yêu cầu bổ túc á, thì người ta gửi về cái địa chỉ trong cái hồ sơ. Rồi nếu mà sở di trú không nhận được cái gì mình bổ túc cho dù bất cứ cái lý do nào đó thì sở di trú sẽ từ chối cái hồ sơ đó. Thì sở di trú đã từ chối cái hồ sơ này rồi, cho nên sở di trú nói là nếu muốn kháng cáo cái từ chối của tôi thì điền cái đơn EOIR 29. Thì đã điền cái đơn đó, người ta cũng không có chịu cái kháng cáo đó. Cho nên nói tóm lại đó là mình phải hiểu cái chuyện gì xảy ra. Thì trong cái sự đoán của Tuấn là
Tuấn nghĩ người ta có yêu cầu cái bổ túc, tại vì cái khai sinh đăng ký trẻ hạng Tuấn đoán thôi, nhưng mà cái yêu cầu bổ túc đó người ta gửi về cái địa chỉ cũ. Có thể người ta đưa thơ cho cô, có thể người ta không đưa thơ cho cô. Nhưng mà khi mà người ta yêu cầu bổ túc, mình không bổ túc, mình không có quyền kháng cáo nha. Mình chỉ có quyền yêu cầu mở lại hồ sơ. Rồi khi mình yêu cầu mở lại hồ sơ thì mình phải nắm rõ lúc đầu người ta yêu cầu cái gì, thì mình phải kèm theo hết tất cả chứng từ đó. Cho nên trong cái tình trạng này bây giờ nó chỉ có hai cái sự lựa chọn thôi. Trích lục lại những cái tờ giấy từ chối yêu cầu bổ túc. Nếu mình cảm thấy là người ta làm sai thì mình có thể mình yêu cầu mở lại hồ sơ. Còn nếu mà không, đó là tình trạng thứ hai, là phải nộp lại hồ sơ lại từ đầu. Cảm ơn chị Thảo ở Minnesota rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời anh Hưng, rồi sau anh Hưng thì mình sẽ có cái visa bulletin phần B. Xin mời anh Hưng ở Dallas lên tiếng đi anh Hưng. Dạ thưa quan, tôi đang ở trên đường Bình Long. Dạ, đây là luật sư Tuấn, mà anh trình bày cái câu hỏi và cái thắc mắc của anh Hưng đi ạ. Tôi gọi cho một ông chú bảo lãnh cho một người cô ở Việt Nam. Thì ông chú này vừa mới mất, thì câu hỏi của tôi á là cái hồ sơ á, bây giờ tôi có thể chuyển qua một ông chú khác về bảo lãnh được không? Với lại cái thời gian mà bảo lãnh á, nó có bị mất đi không? Cho Tuấn hỏi đây là hồ sơ làm từ hồi nào vậy anh Hưng? Dạ thưa, hồ sơ của tôi làm cách đây cả 10 năm ạ. Dạ vâng, sở di trú đã chấp thuận chưa? Dạ đã chấp thuận rồi, thì trong đang chờ interview. Dạ vâng. Rồi người cô có bao giờ vào nước Mỹ chưa? Dạ chưa, sao ạ? Xin Người cô người được bảo lãnh đó, có bao giờ có mặt ở trong nước Mỹ chưa? Dạ chưa. Ok, cảm ơn anh Hưng rất là nhiều, và anh có thể cúp điện thoại cho tôi. Ok, anh Hưng, dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Ok, cho Tuấn trả lời cái này nha, để make sure quý vị không có cái sự hiểu lầm. Hồ sơ không được chuyển qua, không được khấn qua, không được take over. Hồ sơ của người này mất, hồ sơ nó mất theo. Cho nên đó là lý do tại sao khi làm từ ngày đầu Tuấn khuyến khích nên có nhiều hồ sơ, giống như cha bảo lãnh cho con, rồi thêm một bộ hồ sơ mẹ cho bảo lãnh cho con. Cho nên cái luật nó rất là rõ ràng, hồ sơ không được chuyển, không được khấn và không được tiếp tục. Đó. Nào, khi người bảo lãnh làm hồ sơ bảo lãnh, người ta mất thì hồ sơ nó sẽ mất theo. Thì cái mất theo đó thì nó chỉ có hai cái ngoại lệ để tiếp tục thôi. Thì cả hai cái ngoại lệ này đó là nếu mà sở di trú cho phép thì người ta được tự bảo lãnh cho người ta, chứ không phải là khấn qua người khác. Cái tình trạng đầu tiên, cái ngoại lệ đầu tiên là xin tiếp tục vì lý do nhân đạo. Cho nên người cô Việt Nam có thể xin tiếp tục vì lý do nhân đạo, nhưng mà khi xin đó, phải trình bày cái lý do nhân đạo giống như là thân nhân ở bên Mỹ hết rồi. Và phải kèm theo cái bảo trợ tài chính của thân nhân của người đứng ra bảo lãnh, giống như con của người chú hoặc là anh em khác. Đó. Rồi nộp cho giám đốc của sở di trú mà trước đây đã duyệt cái hồ sơ, thì chờ người ta quyết định, đa số sẽ bị từ chối. Còn cái ngoại lệ thứ nhì là điều luật hoặc là đạo luật 204L, là nếu người ta có mặt ở trong nước Mỹ trước khi và sau khi mất, thì người ta vẫn tiếp tục cái hồ sơ đó, cho dù cái người bảo lãnh đã chết. Thì đây nó không phải là cái tình trạng đó, tại người cô không có mặt ở trong nước Hoa Kỳ. Cho nên có thể xin tiếp tục lý do nhân đạo, nhưng mà cái cơ hội nó không cao. Cảm ơn Hưng rất là nhiều. Và Tuấn có cho quý vị biết rằng cái visa bulletin phần B, thì bây giờ Tuấn hết thì giờ thì Tuấn sẽ gửi cho quý vị trong phần 2 của chương trình. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 của chương trình trong vòng giây lát.